Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Văn hóa Giáo dục Dạy Lý thuyết Lái xe ô tô hạng B, B1, B2 và C. Và cam kết với các bạn là sẽ đạt kết quả cao nhất 30 trên 30 điểm. Mình sẽ hướng dẫn các bạn giải đề thi số 2 khi các bạn tham gia thi lý thuyết bằng B1, B2, bằng B và bằng C. Các bạn tích vào đề thi số 2. Câu hỏi 1. Khái niệm công trình đường bộ được hiểu như thế nào là đúng? Công trình đường bộ gồm, thì nói đến công trình đường bộ thì cái khái niệm này các bạn sẽ chọn cho mình hai đáp án là đáp án 1 và 2. Câu thứ 2. Người tham gia giao thông đường bộ gồm những đối tượng nào? Các bạn chọn cho mình cả hai đáp án, tức là người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ này, và người điều khiển này, người đi bộ trên đường bộ. Các bạn chọn cả hai đáp án giúp mình. Câu hỏi số 3. Các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm? Thì cái câu hỏi 3 này các bạn chọn cho mình cả hai đáp án. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là bị nghiêm cấm cái gì? Bị nghiêm cấm lắp đặt sử dụng còi đèn không đúng. Thứ hai là sử dụng thiết bị âm thanh gây mất trật tự an toàn giao thông. Câu 4. Người ngồi trên xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được mang vác vật cồng kềnh hay không? Các bạn chọn ngay đáp án 2 cho mình là không được mang vác. Với câu hỏi mà có chữ không được và cấm, các bạn chọn ngay lập tức, không phải suy nghĩ. Câu hỏi thứ 5. Khi điều khiển xe chạy trên đoạn đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế, người lái xe muốn vượt xe khác thì phải xử lý như thế nào? Các bạn cứ chọn cho mình có chữ không được vượt, cứ cấm này, không được vượt này, không được phép, các bạn chọn ngay cho mình. Câu 6. Khi xếp hàng hóa vượt phía trước và phía sau của xe ô tô chở hàng tham gia giao thông ban ngày và ban đêm phải có cờ đèn báo hiệu như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Câu này có 3 đáp án, thì đáp án cuối cùng của tất cả các ý nêu trên các bạn loại trừ ngay giúp mình. Các bạn chọn cho mình là vào cái đáp án thứ 2. Bởi vì là ban ngày thì phải có báo hiệu màu đỏ, còn ban đêm thì báo hiệu là đèn đỏ. Còn nếu ban ngày mà báo hiệu đèn xanh thì nhìn nó sẽ mờ, sẽ lẫn với lá cây, nó không đúng. Cho nên các bạn chọn đáp án 2 là ngày báo hiệu màu đỏ, còn đêm thì đèn đỏ báo hiệu. Câu 7. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong hầm đường bộ ngoài việc phải tuân thủ các quy tắc giao thông còn phải thực hiện những quy định nào dưới đây? Các bạn chọn ngay đáp án 1 cho mình. Người điều khiển, các bạn chọn đáp án 1. Bởi vì xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phải bật đèn, còn xe thô sơ thì phải bật đèn hoặc có vật phát sáng báo hiệu và chỉ được dừng đỗ ở nơi quy định. Câu 8. Người có giấy phép lái xe hạng B2 được điều khiển loại xe nào? Thì các bạn sẽ chọn cho mình đáp án nào có chữ đến 9 chỗ ngồi. Và câu trả lời chính là đáp án 2. Câu 9. Trong các trường hợp nào sau đây người lái xe không được vượt xe khác? Với câu hỏi này các bạn chọn cho mình 2 đáp án 1, 3. Bởi vì là không được vượt xe khác trong trường hợp là khi xe bị vượt bất ngờ tăng tốc độ. Nếu mình cố tình vượt thì mình sẽ lao vào họ. Và khi phát hiện có xe đi ngược chiều, nếu mình cố tình vượt thì mình sẽ lao vào họ nữa. Câu 10. Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 60 km/h? Với câu hỏi này các bạn chọn cho mình đáp án 4. Tức là với ở cái đường tốc độ tối đa cho phép thì nó thuộc toàn những cái xe lớn như là ô tô chuyên dùng này, ô tô rơ móc này và ô tô buýt. Chỉ những loại xe đấy mới được phép tốc độ tối đa cho phép là 60 km/h. Câu 11. Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô bao gồm những loại hình nào ghi ở dưới đây? Thì câu này các bạn chọn cả hai đáp án, tức là theo tuyến cố định và với những cái xe mà taxi thì người ta phải có lộ trình theo khách hàng. Khách hàng người ta yêu cầu mình là đi đến cái địa chỉ số nhà này này, phường này này. Nếu mình mà để họ ở cái bến xe buýt thì ai người ta gọi taxi làm gì? Cho nên trong trường hợp này các bạn chọn cả hai đáp án giúp mình.
Câu 12. Việc vận chuyển động vật sống phải tuân theo những quy định nào ghi ở dưới đây? Thì các bạn chọn cho mình đáp án 1 và 3. Loại trừ đáp án 2. Tại sao lại loại trừ đáp án 2? Bởi vì là cái việc vận chuyển động vật sống trên đường giao thông phải sử dụng xe cơ giới chuyên dùng, thì cái việc này không bao giờ được phép làm như thế, cho nên các bạn chọn cho mình đáp án 1 và 3. Câu hỏi 13. Người lái xe vận tải hàng hóa cần thực hiện những nhiệm vụ gì ghi ở dưới đây? Thì nhiệm vụ đó là phải thực hiện nghiêm chỉnh những nội dung hợp đồng này, là phải khi vận chuyển hàng hóa quá khổ, quá tải, hàng nguy hiểm, siêu trường, siêu trọng thì phải có giấy phép, nếu không thì bị phạt. Nên các bạn phải chọn cả hai đáp án. Câu 14. Người có văn hóa giao thông khi điều khiển xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ phải đảm bảo các điều kiện gì? Thì người đã gọi là có văn hóa thì là phải có giấy phép lái xe phù hợp này, và phải có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự này. Vì vậy các bạn chọn cả hai đáp án giúp mình. Câu 15. Khi điều khiển xe vượt qua rãnh lớn cắt ngang mặt đường, người lái xe cần thực hiện những thao tác nào? Thì đó là chúng ta phải gài về số 1, từ từ cho hai bánh xe trước xuống rãnh, rồi tăng ga cho hai bánh xe vượt lên khỏi rãnh, sau đó mới tiếp tục để bánh xe sau từ từ rơi xuống rãnh, rồi mới tăng dần ga và cho xe ô tô lên khỏi rãnh. Cho nên vì vậy câu 15 này các bạn chọn đáp án 3. Câu 16. Khi lái xe ô tô qua đường sắt không có rào chắn, không có người điều khiển giao thông, người lái xe phải xử lý như thế nào? Các bạn chọn loại trừ ngay đáp án 3 cho mình là cả hai ý kiến trên nhé. Trong câu 16 này các bạn sẽ chỉ chọn đáp án 1 thôi. Bởi vì chúng ta có thể tạm dừng xe ở vị trí cách đường sắt tối thiểu là 5m và phải hạ kính cửa và tắt các thiết bị âm thanh trên xe, quan sát. Nếu không có tàu chạy qua thì chúng ta phải về số thấp, tức là có thể về số 1, sau đó tăng ga nhẹ và vượt qua đường sắt. Vì vậy câu 16 các bạn chọn đáp án 1. Câu 17. Mục đích của bảo dưỡng thường xuyên đối với xe ô tô có tác dụng gì? Thì ở đây là các bạn sẽ chọn ngay hai đáp án 1, 2. Nếu nói là bảo dưỡng thì chọn ngay là bảo dưỡng ô tô thường xuyên này, ngăn ngừa phát hiện kịp thời các hư hỏng này. Câu 18. À, về biển báo, bắt đầu đến câu 18 là thường là xuất hiện những cái biển báo. Câu hỏi 18 như sau: gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ? Thì có 3 đáp án, có 3 cái biển nhưng mà có 4 đáp án. Nhưng các bạn chỉ chọn là biển 1 thôi. Biển 1 này là có hình tam giác, bên trong là có nền vàng và một người đen đứng ở giữa cái tam giác đấy. Còn những cái hình kia là không đúng. Cho nên câu 18 này các bạn chọn đáp án 1 nhé. Câu 19. Biển nào báo hiệu nguy hiểm đường bị hẹp? Thì ở câu này các bạn quan sát cho mình có 3 hình nguy hiểm, tức là các bạn nhìn thấy nó giống cái cổ chai ấy, nó hóp hóp vào ở trên ấy. Đấy, thì các bạn thấy là có biển số 1 và số 2 đúng không? Như vậy nhìn vào những đáp án tương ứng thì các bạn chọn đáp án 4 cho mình. Câu 20. Biển nào không cho phép ô tô con vượt? Thì các bạn thấy quan sát trên có 3 hình với 3 đáp án khác nhau. Hình thứ nhất là hết cấm đối với xe ô tô. Hình thứ hai là có một ô tô đỏ và một ô tô đen. Hình thứ ba là ô tô tải và ô tô con. Thì các bạn sẽ chọn ngay giúp mình là câu, các bạn chọn cho mình là đáp án là 1. Biển nào không được, không cho phép ô tô con vượt mà. Nên các bạn sẽ chọn cho mình là cái biển thì là biển 2 nhưng đáp án lại là đáp án 1. Các bạn lưu ý nhá, nếu mà các mình mà cứ chọn đi tìm số 2 là mình sai đấy. Biển 2 nhưng đáp án 1. Câu 21. Biển nào báo hiệu đường đi thẳng phải theo? Ở câu này các bạn sẽ chọn cho mình là biển 1 có hình tròn, mũi tên màu tròn xanh, mũi tên về phía trước, các bạn chọn đáp án 1 cho mình. Còn câu 22. Biển số 2 có ý nghĩa như thế nào? Thì biển 2 là một hình tròn màu đỏ,
Bên trong là có chữ 7 tấn. Vậy biển thứ hai này có ý nghĩa là gì? Đó là cho phép ô tô có trọng tải, có trọng lượng trên trục xe từ 7 tấn trở xuống đi qua. Tương ứng với đáp án 2. Câu 23. Xe ô tô chở hàng vượt quá phía trước và sau thùng xe, mỗi phía quá 10% chiều dài toàn bộ xe, tổng chiều dài xe cả hàng từ trước đến sau nhỏ hơn chỉ số ghi trên biển thì có được phép đi vào không? Thì các bạn chọn ngay đáp án cho mình là đáp án 1 là không được phép. Cứ không được phép bạn chọn. Câu 24. Biển nào báo hiệu đoạn đường hay xảy ra tai nạn? Thì các bạn thấy ở trên này là có 3 biển. Đấy, hình ảnh biển thứ hai là có hai chiếc xe lao vào nhau ấy. Như vậy ở cái câu 24 này các bạn sẽ chọn cho mình đáp án 2 là cái biển hình tam giác có hai cái xe lao vào nhau vì là nó báo hiệu là hay xảy ra tai nạn. Câu 25. Thứ tự các xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Thì các bạn quan sát trên xa hình là có thứ tự các xe như thế nào đúng thì các bạn lại vận dụng cái nguyên tắc mà hôm trước mình hướng dẫn các bạn là nhất chớm nhì ưu tam đường tứ phía đấy. Thì các bạn thấy là cái xe lam nó đã vào đến gần giữa rồi thì cái xe được đi đầu tiên. Như vậy thì các bạn sẽ chọn cho mình thứ tự để cho nó phù hợp với câu này thì các bạn chọn đáp án 1 luôn. Bởi vì trong ba cái đáp án này chỉ có đáp án 1 là có chữ xe lam đi đầu tiên thôi. Các bạn không phải nghiên cứu nhiều. Đến câu 26, xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông? Các bạn quan sát các bạn thấy là có một cái, đây là cái biển cấm. Cấm đỗ và cái mũi tên đen ở phía dưới đấy, cả lên cả xuống. Thì vậy thì với cái câu này các bạn sẽ chọn cho mình là cả hai xe. Bởi vì là cả xe trước và xe sau đấy, cái báo hiệu biển phụ đấy, cả xe cấm, cấm đỗ đối với cả xe trước và xe sau. Vì vậy là cả hai xe đều đỗ vi phạm. Câu 27. Những hướng nào ô tô tải được phép đi? Thì các bạn quan sát lên hình thì có tất cả là 5 hướng. Thế nhưng mà người ta hỏi là chỉ hướng nào được đi thì các bạn thấy là chúng ta chỉ được, xe này chỉ được đi hướng 1 và 5 thôi. Tại sao lại như vậy? Bởi vì trước cái hướng 1 và 5 có một cái biển, đó là biển cấm xe con không được đi hướng 1, 3 và 4. Thế thì các bạn lại nhớ lại nguyên tắc cho mình là cấm bé thì cấm cả to. Vậy là nó cấm ô tô bé thì xe tải lớn hơn cũng không được phép đi vào. Chính vì vậy mà các bạn sẽ chọn đáp án 3 cho mình nha. Câu 28. Trong hình dưới đây xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông? Để biết được xe nào đúng quy tắc giao thông thì các bạn quan sát đèn và làn đường cho mình. Ở đây các bạn sẽ vận dụng nhìn đèn xem là nếu đèn xanh thì xe được đi, còn đèn đỏ thì xe đấy bắt buộc phải dừng lại. Vậy thì quan sát vào cái hình này các bạn thấy có mấy loại xe nào? Có 4 loại xe đúng không? Xe tải này, xe con này, xe khách và xe mô tô. Vậy thì ở đây các bạn sẽ chọn là xe nào chấp hành đúng thì mình thấy là cả 4 xe này là đều chấp hành đúng quy tắc giao thông. Tại sao? Tại như vậy thì xe con nhé, các bạn thấy là cái hình xanh này nó có cái dấu hiệu là được phép rẽ phải, xe là rẽ phải đúng này. Xe lam, cái xe tải này, xe tải ở giữa nhá, làn 2 này, có cái mũi tên đi thẳng là đúng rồi này. Còn xe vàng là có mũi tên đỏ rẽ trái thì nó dừng lại là đúng rồi này. Và cái xe cuối cùng là cái xe mô tô, các bạn thấy là cũng có mũi tên đỏ rẽ trái dừng lại thì nó cũng dừng đúng quy tắc giao thông rồi. Sang câu hỏi 29. Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông? Các bạn lại quan sát giúp mình tín hiệu đèn. Cứ đỏ là dừng lại, mà xanh thì được phép đi. Với đáp án này, các bạn sẽ chọn cho mình những xe nào đi thì các bạn thấy là ở đây chỉ có xe con và xe tải thôi. Thì xe con và xe tải này dừng lại là đúng quy tắc giao thông. Vậy thì tìm những đáp án tương ứng là đáp án thứ 3. Xe con, xe tải, bởi vì nó có báo hiệu, các bạn thấy không? Cái báo hiệu của nó là cái đèn màu đỏ thì bắt buộc chúng ta phải dừng lại.
còn chỉ có xe tải là và cái xe mô tô kia, xe khách vàng và xe mô tô được phép đi bởi vì có đèn xanh. Câu cuối cùng là câu 30, các xe đi theo thứ tự như thế nào là đúng quy tắc giao thông đường bộ? Các bạn quan sát vào cái xa hình này thì có xe của mình, xe con và một chiếc xe mô tô ở phía trước. Vậy đi theo thứ tự nào là đúng quy tắc giao thông? Thì các bạn quan sát, các bạn thấy chiếc xe con sẽ là chiếc xe đi đầu tiên. Và tại sao? Bởi vì xét về hướng thì nó rẽ phải, nó không vướng với ai cả. Sau đến xe của mình, bởi vì mình được đi sau khi xe phải nó đi rồi, không còn vướng bên phải thì mình được phép đi. Và xe cuối cùng là xe mô tô. Và bây giờ mình sẽ kết thúc bài thi. Kết thúc. Kết quả đạt 30/30. Đấy, chúc các bạn cũng đạt khi các bạn tham gia giải lý thuyết cũng đạt kết quả tốt như mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.